Bước 1. Vệ sinh tay. Bước 2. Đi bốt bao giày. Bước 3. Mặc quần và áo choàng, mang tạp dề nếu có chỉ định. Bước 4. Mang khẩu trang. Bước 5. Mang kính bảo hộ. Bước 6. Đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai, dây đeo, khẩu trang. Bước 7. Vệ sinh tay. Bước 8. Mang găng sạch. Bước 1. Tháo găng. Khi tháo quận mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. Nếu có mang tạp dề, tháo tạp dề, cởi dây trước, dây trên sau, quận ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải. Bước 2. Vệ sinh tay. Bước 3. Tháo kính bảo hộ hoặc tấm trên mặt. Chú ý, nếu kính có gọng đeo trong mũ thì sau khi tháo mũ mới tháo kính. Bước 4. Vệ sinh tay. Bước 5. Tháo mũ, áo, quần. Khi tháo, để mặt trong của trang phục lộ ra ngoài và loại bỏ vào thùng gom chất thải. Bước 6. Vệ sinh tay. Bước 7. Tháo ủng hoặc bao giày, lộ mặt trong ra ngoài và bỏ vào thùng đựng chất thải. Nếu mang ủng, đặt ủng vào thùng có dung dịch khử khuẩn. Bước 8. Vệ sinh tay. Bước 9. Tháo khẩu trang.
cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai. Bước 10. Vệ sinh tay.